Xin chào các em. Như giới thiệu với các em ở bài trước, cuối bài trước ta đã nói rằng là bài 11 hôm nay chúng ta sẽ đi chủ yếu là làm gì ạ? Bài tập. Chúng ta xét bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào là xét các bài tập thôi. Tuy nhiên là để làm bài tập thì chúng ta cùng nhau nhắc lại một chút các kiến thức về gì ạ? Định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn. Thì chúng ta chú ý là định luật ôm sẽ áp dụng cho từng loại đoạn mạch, đúng không ạ? Chung biểu thức chung thì giống nhau, nhưng chúng ta phải chú ý từng loại đoạn mạch. Ví dụ đây là đoạn mạch mắc nối tiếp và đây là đoạn mạch mắc gì? Song song. Thì các em ghi nhớ thầy rằng là đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, chúng ta có cường độ dòng điện chạy qua các cái phần tử là gì ạ? Bằng nhau và bằng cường độ dòng điện trong mạch chính. Còn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì bằng tổng hiệu điện thế ở trên các gì ạ? Các cái phần tử. Đối với đoạn mạch song song thì ngược lại, cường độ dòng điện lúc này ta nói là bằng tổng, còn hiệu điện thế thì lại gì ạ? Bằng nhau. Ok. Từ đây thì chúng ta cũng biết là điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp thì R tương đương bằng R1 cộng R2. Còn của đoạn mạch song song thì 1 trên R tương đương bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2. Và cả hai đoạn mạch này thì đều áp dụng chung định luật ôm. Đó là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch thì tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch đó. Chúng ta có biểu thức đó là I bằng U chia cho R. Ok, đây là đoạn mạch này và định luật gì? Ôm. Nào, công thức tính điện trở của một gì ạ? Điện trở của một đoạn dây dẫn thì tỷ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn. Chúng ta có công thức là R bằng rho chia cho L với hệ số tỷ lệ là rho. L ở đây là chiều dài dây dẫn, còn S là tiết diện của dây dẫn. Rho ở đây là điện trở suất của cái chất liệu làm dây dẫn. Thì bài hôm nay chúng ta xét bài tập sẽ áp dụng hai cái nội dung quan trọng này: định luật ôm và công thức tính điện trở. Ok. Nào bây giờ ta sẽ đi xét các cái bài trong trực tiếp trong sách giáo khoa và chúng ta sẽ xét một số bài ở trong sách bài tập. Nào, bài số 1 trong sách giáo khoa chúng ta có nội dung như sau. Một dây dẫn bằng nichrome dài 30 m, tiết diện là 0,3 mm vuông. Được mắc vào hiệu điện thế là 220 V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. Thì đây là cái bài đầu tiên, bài rất đơn giản thôi. Đây là cái bài số 1. Thì bài số 1 này các em lưu ý là chúng ta tóm tắt ra một chút. Nội dung mà bài cho quan trọng là gồm có gì? Thứ nhất, dây này là gì ạ? Dây dẫn này là nichrome. Nichrome này dài L là 30 m. Và ở đây người ta cho rõ là dây nichrome nên các em cần phải gì ạ? Sử dụng cái bảng. Cái bảng để các em có thể gì ạ? Tra được cái điện trở suất của nichrome. Thì các em có cái bảng ở bài số 9, chúng ta có cái bảng này rồi. Những cái chất liệu mà gì ạ? Hay gặp, ví dụ bạc, đồng, nhôm rồi nickel, nichrome rồi sắt là chúng ta có hết rồi. Ví dụ nichrome chúng ta có điện trở suất là 1,1 x 10 mũ trừ 6. Rho là 1,1 nhân với lại 10 mũ trừ 6 ohm. Tiết diện này bài cho là S bằng 0,3 mm vuông. Thì thầy ở đây thầy đổi luôn. Các em chú ý là 1 mm vuông bằng 10 mũ trừ 6 mét vuông. Thì chúng ta có S. Thầy có thể viết thành là 3 nhân 10 mũ trừ 7 mét vuông. Mắc vào hiệu điện thế là U bằng 220 V. Và yêu cầu của đề bài rất đơn giản thôi. Một yêu cầu duy nhất đó là tìm cường độ dòng điện trong mạch. Thế thì ở đây có U này. Mà gì ạ? Muốn tìm cường độ dòng điện trong mạch thì các em nhớ thầy rằng là chúng ta sẽ phải gì ạ? Dùng cái biểu thức là định luật ôm. Định luật ôm là gì? Thì định luật ôm chúng ta vừa nhắc lại rồi. I bằng U chia R. Như vậy thầy chỉ cần bỏ cái dấu hỏi chấm này, thầy có ngay là I sẽ phải bằng U chia gì ạ? Chia R. Đấy là chúng ta áp dụng định luật ôm. Vậy muốn tìm I thì chúng ta cần phải tìm điện trở R là xong thôi.
Thì khi đó chúng ta sẽ có ngay là điện trở của dây dẫn này. Điện trở của dây là R, ta sẽ dùng công thức tính điện trở, đó là bằng rho L chia S. Và ở đây chúng ta sẽ thay số luôn, chúng ta sẽ thu được kết quả là rho là bằng 1,1 này, nhân 10 mũ trừ 6, L là 30, và chia cho S là 3 nhân 10 mũ trừ 7. Lúc này đấy, chúng ta sẽ dùng máy tính để đính thôi. Nào, ở đây thì có cái chỗ là 10 mũ trừ 6 chia cho 10 mũ trừ 7 thì đúng bằng 10. 10 nhân 30 là 300, 300 mà chia cho 3. Thầy xin nói chỗ này là đúng là 300 mà chia cho 3 thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? 100, 100 nhân với lại 1,1 thì bằng 110. Như vậy là số là dây rất là gì ạ? Là rất rõ ràng và đẹp mắt. Thì khi chúng ta đã tìm được gì rồi ạ? Tìm được điện trở R rồi. Thì bây giờ các em sẽ gì thôi ạ? Thay vào công thức này ta sẽ suy ra luôn là Y bằng gì nhỉ? Suy ra cường độ dòng điện trong mạch là Y bằng U. U đề bài cho là 220 mà chia cho R là 110. Như vậy các em sẽ có ngay được kết quả là bằng 2A. Thì đấy là câu hỏi này, chúng ta thấy ngay. Vận dụng trực tiếp hai kiến thức, một là định luật ôm, hai là công thức tính điện trở. Nào bây giờ ta xét cái bài tập số 2 ở trong sách giáo khoa. Bài tập số 2 cho một cái đoạn mạch điện. Cho một cái đoạn mạch điện như này thì chúng ta thấy là gồm có một gì ạ? Biến trở và một gì? Một bóng đèn mắc vào hiệu điện thế U. Thì đề bài cho là gì ạ? Một bóng đèn khi sáng bình thường thì có điện trở R1 là 7,5 ohm. Và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là 0,6 ampe. Bóng đèn được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U bằng 12V. Như vậy với cái bài số 2 này thì các cái dữ kiện quan trọng đây đó là đề bài cho là gì ạ? Với cái đèn này, thầy kêu là D, thì có điện trở là R bằng 7,5 ohm. Và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi nó sáng bình thường á, là Y. Ở đây đèn á, thì thầy vẫn có thể kiểu hiện là ID là bằng 0,6 ampe. Và hiệu điện thế tổng ở đây U là bằng 12V. Câu A là phải điều chỉnh biến trở có giá trị số R2 bằng bao nhiêu. Như vậy ta có thể coi như đèn chính là R1. Thì lúc này thầy sẽ bỏ cái này đi thành là I1. Thì lúc này là ta sẽ có ngay R2 phải điều chỉnh là bằng bao nhiêu. R2 là của biến trở. Vậy cái anh R2 là của biến trở, còn R1 là của đèn. Để mà đèn sáng bình thường, đấy là câu hỏi. Đèn sáng bình thường. Câu hỏi thứ hai là biến trở này có điện trở lớn nhất là RB bằng 30 ohm. Với cuộn dây được làm bằng hợp kim niken có tiết diện là 1 mm², tính chiều dài của dây dùng là biến trở. Như vậy câu B này sẽ liên quan đến công thức tính điện trở. Ở đây bài này cho RB là lớn nhất là bằng bao nhiêu ạ? 30 ohm rồi. Và tiết diện của cái dây này là bằng 1 mm². Lúc này thầy cũng sẽ đổi luôn thành là 10 mũ trừ 6 mét vuông. Yêu cầu tính chiều dài, nhưng nhớ rằng đề bài cho thêm một cái dữ kiện, đó là dây niken. Niken chúng ta lại tra bảng, các em tra bảng. Chúng ta có điện trở suất của niken là 0,4.